Rồi mình cũng xin chào cả nhà luôn nha. Hôm nay anh Giá với anh Tư săn bắt đi bẫy chuột mồi. Gài chuột mồi. Gài bằng cái mồi phay mì. Không nhớ luôn hả? Gài nhiều bẫy quá không nhớ luôn rồi. Bốn nhớ mình giờ có ba cái rồi. Rồi chào cả nhà cá giá ơi. Tình hình là sao đây anh Giá ơi? Mà quan trọng mà là dính không á. Rồi hồi nãy mình không có vô, mình đứng ở ngoài. Đựng con hả? Ồ đựng con chào bá luôn nè. Ừ. Đó là tính thả mà thôi. Quên từ sừng bắt. Một con. Có một con mà. Mình ở ngoài mình giữ xe nè. Bỏ chuột là có tiền. Một con. À, vậy hồi anh đi trước phải không? Nó cũng chung nhưng mà nó ít hơn tao đó, còn nhiều hơn. À. Rút cái tâm á. Rồi, vậy em đợi anh Giá coi. Sao anh Giá? Mấy con? Trời ơi, anh Giá được con nữa, giống anh Tư. Một con nữa nè. Hai người hai con. Cũng ngon này đó, có chuột có tiền. Rồi, banh này đó. Rồi thôi, để bên em mình đi thăm tiếp. Ờ vô thầm cái bẫy này coi. Nãy giờ nhiều bẫy lắm không dính. Lụm anh Giá. Ôi. Lụm. Trời trời con chuột kìa. Chà bá luôn. Chà bá luôn vô. Vậy nãy dính á, dính rồi đập vết chết con nữa. Con cũng ngủ luôn. Được cái bự á. Vô liền. Chết hết con. Ba con. Ba con. Đâu rồi anh Giá? Mình bẫy chuột này là cặp cặp mí lộ gì nè. Lúc này già đất ở vùng mình á, thì cài hết trơn rồi. Vô vườn. Vô vườn vô mé lộ. Đâm nữa phải không? Ồ khúc này nhiều quá anh Giá ơi. Khúc dưới thì nãy giờ không dính con gì luôn. Khúc này là nhiều nè. Lụm. Miệng nhỏ hơi nhỏ vô liền thổi liền chuột sợ gió liền chết 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 liền ui da chài chuột này buổi sáng mới dính nhiều chạy lại thôi. Giá rồi cái đó lại nha. Mày chó sủa quá. Dính anh Giá. Oh, dính cái nhà con chà bá luôn. Con lạnh cành đào. Thấy rồi, em thấy rồi. Chà bá luôn. Dính con bự luôn á. Vô lọc thôi. Con cành cành gì mới đã nữa. Đó vô vô cho này con cái hả? Xích đẳng 4 cái còn xích đẳng 4 cái nữa hả? Chính anh Giá dính này nhờ một em một em ngon lành cành đào em nữa. Đây, xè quá
đó, xe đã chạy quá trời luôn. Anh em mình gạt bẫy trên lộ mà bởi vì xe chạy quá trời luôn. Nãy giờ không biết anh Tư Sơn Quốc của mình biết có cái gì không nữa nghe. Mình được chiều rồi đó nghe. Năm con rồi đó. Năm con rồi đó, năm con là cỡ cái ký á. Ký khỏe luôn, thì chuột là chuột bự thôi. Chuột này là giờ hoàn toàn là chuột đồng nha. Chuột lùm. Chuột lùm. Rồi dành giá đi gà lại. Dính đều dĩ đi ngon à. Chính không? Ồ, dính em mà rồi. Dính một. Hả? Ừ, đây. Dính một em nữa coi nhà ơi. Thấy cho mình nè. Ồ, một em. Một em quá đã rồi, một em bự luôn á. Cơm này cơm ngon luôn. Đó. Thôi. Ốp máy mình bỏ vô. Ồ, dính một em nữa rồi, là hai em. Ngon lành rồi. Mình bỏ vô kịp luôn, vừa bỏ vô anh giá nó dính nữa rồi. Ba cái hai em. Vô có hàng chuột sợ gió mình thổi cái nó chạy vô. Ồ nhóc hết trơn ép ra bỏ mồi vô đặt lại nữa, mồi là mồi phơi mì, mồi phơi mì gài lại đây, cục phơi mì bự mì đã cái mì bự kìa nè. Ngon lên. Ở đây con cái mà anh giá quên nữa nè, dính một em đây nè bự. Ôi trời ơi, cái chà bá gì mà không thấy hả. Ôi đủ đi nè, cạnh nè anh đi. Ở đây mình ngồi xem thấy dính rồi anh chơi, dính liền nghe không. Rồi chút nó vuột rồi, chút nó vuột rồi. Gặp luôn hả? Chà bá luôn. Vừa tung ra liền. Vừa tung ra liền, chút nó vuột rồi. Nhờ lẻ tay. Nhờ lẻ tay. Cắn chưa lũng. Cắn chưa lũng phải không? Chưa lũng rồi, chưa có gì. Chứ nhe gì hết trơn. Nhiều cũng ngon rồi đó. Như cũng 2 kg vậy đó. Chưa được đâu. 2 kg. Vài con nữa được 2 kg. Thì có thêm 2 con là 2 kg đó, em cho 2 kg luôn đó. Là 2 kg. Rồi không lẽ mấy cái kia không dính sao? Rồi, xong. Ồ, dính một em nữa rồi. Một em nữa. Vô liền. Có hàng liền. Bẫy mới rồi mà. Cái bẫy mới anh mới làm á hả? Này dính em bự không? Ồ nhóc chừng he hả? 2 kg bẫy ghê. Còn bẫy cái bẫy này. Cái này dính không? Ồ cái này há không? Này bẫy mới luôn nè. Ừ. Dính này thấy giá khòm xuống đây. Bự không? Trời trà bá luôn. Chuột giái nữa. Cành không rồi. Bự gì mới đã đó. Kế bên nhà người ta. Nói chuyện lớn quá. Vô. Ngon lành. Gắn mồi lại cho em cục mì bự luôn á. Thôi, mình gài lại. Rồi cả nhà ơi. Đợi. Anh em mình được có nhiều à?
Để ngồi anh Tư lại không biết được nhiêu nữa. Đây nè, được có nhiều chuột à. Như là 2 kg ha. Sáng đừng có lý á. 2 kg á, sáng có lý á. Sáng đừng có lý á, còn hổng gì tối không tính sáng. Đây đặt trên đường lộ nữa nha, đó. Xe chạy ầm 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 luôn. Đèn vàng 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 luôn. Giờ là khoảng 8 giờ mấy nha. Ồ. Tiếng chuột bự bự không? Chuột. Bỏ con chết đi. Con chết dút. Con chết không quay đâu. Ghê quá. Đó. Rồi sao nhiêu con ta biết anh lại được nhiều nhẹ nhiêu con 2 3 7 8 9 10 con đúng nha, còn trên con đó ở. Rồi được biết 10 con à. Rồi được 10 con, anh em mình tổng kết được 10 con, 10 con cũng gần 2 kg rồi, không nói nãy được 2 kg mà 2 kg à, dài còn ngồi dễ bự quá không quay gì đâu, thôi tự bự không nè, nó hoàn toàn là chuột cơm hết á, nó lên kênh đao bự bự không à. Rồi hai này mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà nghe. Bye bye cả nhà.